Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với chuyên mục 5 phút học văn cùng với team chị Hiên. Các em thân mến, khi đọc Chuyện người con gái Nam Xương của tác giả Nguyễn Dữ, các em có cảm nhận như thế nào về nhân vật Trương Sinh? Đây là một kẻ nhu nhược, bảo thủ, vũ phu, rất đáng phê phán, là kẻ đã nghị oan cho Vũ Nương khiến cho nàng phải đau đớn chọn cách tự vẫn ở sông Hoàng Giang. Tuy nhiên, đây liệu có phải là một cách nhìn hoàn toàn đầy đủ và toàn diện về nhân vật này? Trong chuyên mục 5 phút học văn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cách nhìn mới về nhân vật Trương Sinh này nhé. Đây là một bài viết được trích từ báo Văn nghệ Quân đội, mong rằng sẽ đem đến những thông tin bổ ích cho các em. Trước tiên, có thể nói, trong truyện cổ tích, nhân vật Trương Sinh là một loại nhân vật chức năng. Tác giả dân gian đã xây dựng nhân vật này nhằm phát triển nội dung cho câu chuyện. Những hành động, lời nói của nhân vật chức năng chỉ nhằm làm nổi bật phẩm chất, đức hạnh của nhân vật trung tâm của truyện. Trong Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ đã phát triển nhân vật chức năng này thành một nhân vật chính, có vai trò quyết định đến sự phát triển của truyện. Tuy nhiên, những đặc điểm cơ bản của nhân vật chức năng vẫn hiện hữu một cách đầy đủ trong nhân vật Trương Sinh. Do vậy, khi tìm hiểu về nhân vật này, chúng ta cần xem xét một cách toàn diện trên tất cả các bình diện. Xưa nay, hầu hết chúng ta đều cho rằng Trương Sinh là một kẻ ngu si, thô bạo. Chàng là con nhà hào phú nhưng lại không được học hành đầy đủ. Chính chi tiết đó đã làm cho mọi người kết tội chàng Trương là vô học. Nhưng phải chăng đó không phải là mục đích mà Nguyễn Dữ muốn đề cập đến? Chi tiết không có học chỉ là điều kiện để sau này chàng Trương mặc dù là con nhà hào phú nhưng vẫn phải đi lính. Về thực chất có thể thấy chàng Trương hoàn toàn không phải là một kẻ vô học, thô bạo và ngu si. Chàng là một người biết yêu thương và trân trọng cái đẹp đấy chứ. Chính vẻ đẹp người, đẹp nết của Vũ Thị Thiết đã cuốn hút chàng. Việc Trương Sinh đem trăm lạng vàng cưới nàng về làm vợ đã chứng tỏ điều đó. Rõ ràng rằng chàng là người biết nâng niu và trân trọng cái đẹp. Một người không có đầu óc, thiếu văn hóa sẽ không thể biết được điều đó. Cũng có người dựa vào chi tiết mang trăm lạng vàng cưới về làm vợ để kết luận rằng cuộc hôn nhân của Vũ Nương và Trương Sinh là hoàn toàn mua bán, không có tình yêu. Thực chất, trăm lạng vàng kia là sính lễ mà nhà trai đem đến để rước dâu. Đó là tục lệ ngàn đời của dân tộc ta còn tồn tại đến ngày nay. Do đó, việc đem trăm lạng vàng cưới Vũ Nương của Trương Sinh là một việc hoàn toàn bình thường, đúng với đạo lý ở đời. Nguyễn Dữ nhấn mạnh chi tiết này để khẳng định thêm về vẻ đẹp, về giá trị của Vũ Nương mà thôi. Trong cuộc sống, vợ chồng họ rất hạnh phúc. Lấy nhau đã lâu mà không có lúc nào có chuyện bất hòa, quả là một việc không dễ. Đó không chỉ là do cố gắng của một mình Vũ Nương được, bởi hạnh phúc gia đình là phải do tất cả các thành viên cùng vun trồng và xây đắp mới trở nên tốt đẹp. Một người dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể cứu vãn được nếu những người còn lại không ủng hộ. Chúng ta có thể thấy điều đó ở phần sau của câu chuyện. Dù Vũ Nương có cố níu kéo nhưng hạnh phúc gia đình không thể cứu vãn được khi mà Trương Sinh cố ý đạp đổ nó. Như vậy có thể thấy rằng Trương Sinh cũng hết lòng chăm chút và nâng niu cho tổ ấm của mình. Nguyễn Dữ nhấn mạnh tính hay ghen của Trương Sinh là để làm nổi bật sự giữ gìn khuôn phép của Vũ Nương, nhưng không có nghĩa rằng ông phủ nhận những cố gắng của Trương Sinh trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Như đã nói ở trên, vì không được học hành đầy đủ mà Trương Sinh phải đi lính, chi tiết này mở ra một hướng phát triển mới cho câu chuyện. Chàng từ biệt mẹ già, vợ trẻ đang bụng mang dạ chửa để đi ra chiến trường. Khi tổ quốc lâm nguy, chàng cũng sẵn sàng từ bỏ cuộc sống vinh hoa để ra chiến trường chiến đấu giết giặc, mang theo nỗi nhớ thương mẹ già và vợ trẻ. Khi trở về, mẹ già vừa mất, đứa con nhất định không chịu nhận mình làm cha khiến cho chàng đau đớn. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của Trương Sinh, chúng ta sẽ lý giải được vì sao chàng lại hành động như vậy. Hơn nữa, lời bé đàn rất có lý khiến cho chúng ta không thể không tin có điều gì đó mờ ám diễn ra. Đêm nào cha đàn cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi và chẳng bao giờ bế đàn cả. Chỉ có gian phu dâm phụ thì mới lén lút đi lại trong đêm. Nếu đường đường chính chính thì làm gì phải đợi đêm mới đến. Còn việc không bế bé đản là đương nhiên. Làm sao có thể bế bồng và ôm ấp đứa con của tình địch được? Đó hẳn là suy nghĩ của Trương Sinh lúc bấy giờ các em ạ. Nguyễn Dữ đã khéo léo đặt những lời nói đó vào miệng của một đứa trẻ ngây thơ. Hơn ai hết, lời của bé đản không chỉ khiến cho không chỉ Trương Sinh có thể kết luận rằng
Vũ Nương đã ngoại tình. Khi ghen tuông mấy ai còn đủ tỉnh táo và sáng suốt. Hơn nữa mẹ vừa mất, vợ lại ngoại tình, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau ấy? Nỗi đau lớn khôn cùng khiến cho Trương Sinh rất dễ dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ. Chàng không thể chấp nhận một người vợ đã thất tiết. Đó là một hành động tội lỗi không thể tha thứ trong xã hội phong kiến. Do vậy, việc đánh đuổi Vũ Nương hoàn toàn có thể lý giải được. Công bằng mà nói, cái chết của Vũ Nương có một phần lỗi của nàng. Tại sao lại chỉ cho cái bóng của mình? Tại sao lại chỉ cho con cái bóng của mình và bảo đó là cha của đứa bé? Có người nói việc đó là thể hiện mong muốn gắn bó như hình với bóng của nàng với chồng. Nhưng một đứa trẻ lên ba liệu có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa đó? Thực tế đã chứng minh, hành động đó chỉ đem đến một kết thúc bi thảm đối với nàng mà thôi. Khi Vũ Nương quyên sinh, Trương Sinh đã đi tìm xác của nàng để chôn cất. Đó là một hành động đáng trân trọng. Nó thể hiện tình cảm của chàng đối với người vợ bất hạnh. Vợ đi rồi, một mình chàng lầm lũi nuôi con. Khi nhận ra nỗi oan của vợ thì mọi sự đã quá muộn. Mái ấm gia đình của chàng đã mãi mãi không còn nữa. Chính chàng cũng là một nạn nhân bất hạnh của xã hội phong kiến. Bi kịch gia đình ấy đâu phải chỉ mình Vũ Nương gánh chịu. Nỗi cô đơn, ân hận có lẽ sẽ theo chàng đến hết cuộc đời. Khi Phan Lang báo tin, Trương Sinh đã lập đàn chàng giải oan cho Vũ Nương tại bến Hoàng Giang. Đây chứng tỏ là cố gắng cuối cùng của chàng để níu kéo hạnh phúc gia đình đã mất. Chàng muốn chuộc lỗi với Vũ Nương, muốn xây dựng lại gia đình vốn rất êm ấm êm và hạnh phúc. Nhưng những gì đã mất thì khó có thể cứu vãn được. Hạnh phúc đã tan vỡ thì không thể hàn gắn. Kết thúc câu chuyện là một khoảng trống khiến cho chúng ta phải suy ngẫm nhiều điều. Tất cả các nhân vật đều phải gánh chịu bi kịch của sự đổ vỡ. Không chỉ Vũ Nương mà cả Trương Sinh, cả bé Đản đều là nạn nhân. Nó cho chúng ta một chân lý: hạnh phúc gia đình không phải chỉ do một người gây dựng và vun đắp, mà nó còn là sự cố gắng của tất cả các thành viên trong gia đình ấy. Trong chuyện Người con gái Nam Xương, không chỉ bé Đản hay Trương Sinh gây ra bi kịch mà còn có cả Vũ Nương. Do vậy, khi phân tích, đánh giá về nhân vật Trương Sinh, chúng ta cần có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn để hiểu một cách sâu sắc về điều mà tác giả muốn gửi gắm. Cuối cùng, mong rằng là tất cả chúng ta mỗi khi đọc bất cứ một tác phẩm nào thì hãy dành cả tâm trí, cả tình yêu văn chương cũng như sự sáng tạo, giữ một quan điểm cá nhân tích cực để hiểu, để cảm nhận những điều mà tác giả muốn gửi gắm qua trang văn của mình. Các em thân mến, chuyên mục 5 phút học văn ngày hôm nay kết thúc tại đây với một góc nhìn mới mẻ về nhân vật Trương Sinh. Mong rằng tất cả các bạn chúng ta lại có thêm những thông tin bổ ích. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã theo dõi chuyên mục này. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.